Chào các bạn, như ở vấn đề video thứ ba mà tôi đã đề cập với các bạn, đó là khi chúng ta double click vào trang web mà chúng ta đã đưa thanh menu vào nó thì nó sẽ hiển thị như thế này đây, và đây là cái điều mà chúng ta mong muốn. Tuy nhiên, khi các bạn sử dụng bằng đường dẫn từ web server, có nghĩa là bằng giao thức HTTP, thì chúng ta lại không không thấy menu này. Và các bạn nên nhớ rằng tôi đã sử dụng Virtual Directory của IIS để public trang web này. Nếu các bạn nào chưa biết cách cấu hình thì các bạn có thể vào trang web CA1 ở trong mục web programming. Tôi đã quay sẵn video để giúp các bạn có thể cấu hình được IIS bằng Virtual Directory. Ở đây tôi không nói lại lần nào nói lại vấn đề đó nữa. Tôi cấu hình cho thư mục gốc demo sorting là my site, cho nên muốn dẫn tới trang default. Thì các bạn thấy rằng mặc dù cùng là một file, tuy nhiên cái này thì hiển thị, còn đối với đường dẫn bằng HTTP thì lại không hiển thị. Đó là vấn đề do sorting cố tình làm khó khăn cho chúng ta. Tuy nhiên, ở đây tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách để chúng ta chỉnh sửa làm sao cho chạy được cả hai. Chúng ta chịu khó vào chỉnh sửa mã nguồn một chút. Các bạn có thể mở mở mã nguồn trang web này để chỉnh sửa bằng Remover hoặc bất kỳ trình soạn thảo nào như Notepad cũng được. Ở đây tôi dùng Remover cho dễ. Ở đường dẫn site root, bây giờ các bạn thấy rằng Sorting đang sử dụng đường dẫn tuyệt đối, chính vì thế chúng ta không thể chạy từ bằng phương thức HTTP được. Giờ chúng ta sẽ sửa bằng cách các bạn sẽ copy Virtual Directory, theo đường dẫn của Virtual Directory, thay thế cho đường dẫn gốc, đường dẫn bằng tuyệt đối của mình. Và sau đó các bạn bỏ dấu dấu gạch trước của đường dẫn tới file JS. Ở đây các bạn thêm ngay giữa site root và cbat, các bạn thêm dấu xịt, cộng thêm dấu xịt như thế này. Tương tự như vậy cho phần tag body, các bạn nên copy lại. Chúng ta cũng sẽ làm tương tự như vậy. Bỏ dấu xịt đằng trước gpath và thế site root bằng đường dẫn HTTP của chúng ta. Sau đó các bạn save lại. Ở đây chúng ta có thể chạy được bằng website. Các bạn có thể kiểm tra bằng cách bấm request. Như các bạn thấy, chúng ta đã thấy được menu của mình bằng đường dẫn HTTP. Và chúng ta cũng hãy kiểm tra bằng cách đường dẫn khi chúng ta double click vào file thì nó vẫn có hiện ra hay không. Vâng, như vậy là nó vẫn hiện ra. Bây giờ chúng ta đã thành công. Tuy nhiên, để đảm bảo cho ở đây do cái menu của chúng ta không sử dụng hình ảnh là những image mà Sorting render ra cho chúng ta. Nếu như có thì các bạn sẽ thấy nó sẽ bị mất những hình ảnh đó, do là chúng ta vẫn còn thiếu sót trong việc cấu hình. Ở đây tôi hướng dẫn các bạn chỉnh sửa thêm một file cuối cùng nữa để các bạn sẽ an tâm trong việc chạy bằng giao thức HTTP. Các bạn vào trong thư mục menu, các bạn chọn cái file top menu là cái file mà Sorting nó phát sinh ra chúng ta. Các bạn chọn edit bằng remover.
hoặc bằng Notepad tùy các bạn. Ở đây các bạn cần để cho nhanh, các bạn có thể copy hai biến này, chúng ta khai báo ở bên ở đầu file. Đường dẫn này thì ok. Ở đây các bạn có thể chủ yếu đây là đường dẫn về image, các bạn có thể thay thế tên biến cho mình dễ nhớ. Và ở đây các bạn phải để lại bằng đường dẫn image. Kế tiếp các bạn cần phải thay đổi bạn copy tên biến này và các bạn đè lên ngay tại vị trí này. Tương tự như vậy, các bạn cũng sẽ copy biến size root và đè lên ngay tại vị trí này. Tuy nhiên để đảm bảo cho image vẫn hiển thị, nếu như chúng ta duplicate sử dụng giao thức là file không phải HTTP thì các bạn nên tạo thêm một dòng if. Các bạn có thể dựa vào code ở đây, chúng ta chỉ cần copy ở đây thôi. Các bạn qua đây copy ở đây, tôi đã xóa cái hư mục đó. Các bạn có thể nhớ lại bằng cách là tốt nhất là các bạn nên copy trước cái đường dẫn mà các bạn lúc nãy đã đè lên để cho nó chính xác. Nó sẽ là như vậy. Và các bạn lưu ý là chúng ta chỉ cần thêm dấu xuyệt khi mà đường dẫn của nó là đường dẫn tuyệt đối. Như vậy là chúng ta đã hoàn tất trong công việc chỉnh sửa mã nguồn để cho thanh menu của chúng ta hiển thị dù ở giao thức là đường dẫn tuyệt đối là file hoặc là giao thức HTTP. Các bạn có thể xem lại kết quả. Nếu như các bạn có sử dụng image trên cái thanh menu này thì các bạn cũng yên tâm là nó vẫn hiển thị cho các bạn. Và như vậy là chúng ta đã hoàn tất loạt bài về sử dụng menu động, thiết kế menu động bằng Sothin. Dĩ nhiên là trong phần demo này ở hạn chế là mức menu cũng khá đơn giản. Có thể có nhiều vấn đề phát sinh khi mà các bạn thực hiện Sothin. Tuy nhiên nếu các bạn có vấn đề gì thì các bạn cứ trao đổi thảo luận với tôi, trực tiếp với tôi thông qua website CA1. Tôi sẽ cố gắng trả lời các bạn trong thời gian sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi và xin chúc các bạn thành công trong việc thiết kế menu chuyên nghiệp của mình. Xin chào các bạn.